Cầm dao khống chế chói tài xế xe công nghệ vào gốc cây để cướp tài sản, Vũ Văn Hiên 33 tuổi, quê thành phố Hải Phòng, vừa bị công an huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Trước đó vào dạng sáng ngày 17 tháng 10, Công an huyện Trảng Bom nhận được tin báo của anh Lê Trung Kiên, tài xế xe công nghệ Grab, trình báo bị một đối tượng là khách đi xe ôm, thuê trở từ thành phố Biên Hòa về xã Sông Chầu. Khi đến khu vực đường vắng thì bị đối tượng dùng dao khống chế, trói anh vào gốc cây và cướp xe máy, một điện thoại di động, ví da, có 600.000 đồng cùng giấy tờ, tổng giá trị tài sản khoảng 10 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện đã xác định đối tượng hiện đang lẩn trốn tại tỉnh Tây Ninh nên tiến hành bắt giữ và thu giữ được tăng Vật. liên quan đến vụ thanh niên châm lửa đốt cây xăng ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa công an đã khởi tố thanh niên này về tội gây dối trật tự công cộng công an tỉnh khánh hòa đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam đối với hồ liêu châu về hành vi gây dối trật tự công cộng châu là nghi phạm đã tưới xăng phóng hỏa đốt cây xăng số 2 mã vòng của công ty xăng dầu phú khánh và đốt hai nơi khác trên địa bàn thành phố nha trang Trước đó Châu đến cây xăng mua 5 lít xăng đem về khu vực phường Phước Tân rồi sang chiết xăng chai thủy tinh. Sau đó Châu đến trước nhà số 50 Lý Tự Trọng ở phường Lộc Thọ đốt, ném một chai xăng vào trong nhà rồi bỏ chạy. Châu tiếp tục đi xe máy đến đầu đường Lý Tự Trọng, đốt và ném một chai xăng khác vào một biển quảng cáo gây cháy. Chưa dừng lại, Châu tiếp tục chạy xe máy tới cửa hàng xăng dầu số 2 Mã vòng, lấy chai nhựa đựng xăng tới xuống đất rồi châm lửa đốt, làm cháy trụ đổ xăng số 5 và khu vực xung quanh rồi bỏ chạy. Tại ga đến nhà ga hành khách quốc tế T2 sân bay quốc tế Nội Bài, trong quá trình làm thủ tục hải quan cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay từ Hồng Kông Trung Quốc đến Nội Bài, lực lượng chức năng đã phát hiện một hành khách người nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn giấu kim loại trong người. Tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện người này cất giấu 7 miếng kim loại nghi là vàng. Người này khai nhận được thuê vận chuyển vàng từ Hồng Kông sang Việt Nam, nếu nhập cảnh ra ngoài sân bay Nội Bài sẽ có người đón và lấy số vàng trên với tiền công vận chuyển là 100 đô la. 100 đô la Hồng Kông cho một miếng vàng. Một vụ cháy xảy ra tại một căn hộ cho thuê trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vào tối ngày hôm qua 18 tháng 10, khiến nhiều người bị mắc kẹt ở bên trong. Vụ cháy xảy ra tại tầng 1, khói nghi ngút bốc lên khiến toàn bộ cư dân sống trong căn hộ rất hoảng loạn, nhiều người chạy lên các tầng cao hoặc leo sang nóc nhà bên cạnh với mục đích thoát thân. Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng đã huy động xe thang cao 50m để giải cứu, đưa toàn bộ người dân bị mắc kẹt trên các tầng cao kịp thời xuống nơi an toàn. Tối qua chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh đạt đỉnh lên mức là 1,8 m, vượt mức báo động 3 0,2 m, khiến cho nhiều tuyến đường ven sông, ven kênh rạch trên địa bàn thành phố ngập sâu, người dân và phương tiện đi lại khó khăn. Quận 7 là khu vực ngập nặng nhất với hàng loạt tuyến đường như Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, Phú Thuận chìm sâu trong dòng nước từ kênh tẻ trả lên mặt đường. Chiều cường lên đúng vào thời điểm tan tầm, người dân trên đường đi làm về gặp nhiều khó khăn. Ngày hôm nay, chiều cường tại thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là vẫn còn duy trì ở mức cao.